Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ở Việt Nam, không có án có được xem là vô tội. Ngày 20 tháng 8, Facebooker nổi tiếng kiến trúc sư Dương Quốc Chính viết trên trang cá nhân của mình bài bình luận Nhân cách vẫn lớn. Trước đó, ngày 18 tháng 8, ông Nguyễn Sĩ Dũng, cựu phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, viết một status ngắn trên trang cá nhân với nội dung Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một nhân cách lớn, tôi vinh dự đã từng được làm chuyên gia tư vấn cho ông. Sau khi status này đăng lên, Facebook của ông Nguyễn Sĩ Dũng đã bị rất nhiều ý kiến phản biện theo hướng tiêu cực. Vì vậy, mấy ngày hôm sau, ngày 19 tháng 8, ông đăng thêm một status tâm sự, biện giải cho status trước đó, đưa ra hai lý do. Thứ nhất, ông Ba Dũng không bị phát hiện vi phạm. Thứ hai, một người chưa bị tòa án kết tội thì không thể coi là tội phạm. Hình ảnh status trên trang cá nhân của Dương Quốc Chính. Thời báo chấm D giới thiệu bài viết phản biện này của Facebooker Dương Quốc Chính đến quý khán thính giả, nội dung như sau. Hôm trước, ông Nguyễn Sĩ Dũng có đăng bài ca ngợi ông Ba X là nhân cách lớn. Tất nhiên, đánh giá ai thế nào là quyền của mỗi người thôi. Nhưng phát ngôn hay cách hành xử của mỗi người, nó thể hiện lên quan điểm chính trị, kiến thức, nhận thức và tư cách của người đó. Cách đánh giá cũng phụ thuộc vào nhận thức của người đọc. Ông Sĩ Dũng là một cựu quan chức, nên việc ăn cây nào rào cây nấy thì không có gì là lạ, nên chả trách được. Chỉ có điều có thể bị đánh giá về nhận thức như bên dưới. Chúng ta đều biết Việt Nam không có tư pháp độc lập như phương Tây, mà ông Dũng gọi là nước văn minh và tòa chưa kết án thì chưa có tội. Với tội tham nhũng thì chỉ mới gần đây mới có vẻ đốt quyết liệt một chút, nhưng ở tầm tứ trụ cũng đã ai bị bãi nhiệm đâu. Còn chưa nói tới là bị ra tòa hay bị điều trần trước quốc hội như ở các nước văn minh. Vừa rồi có vài trụ bị tin đồn là bị xin nghỉ vì có liên quan đến tham nhũng để cho lính lát sân sau làm càn. Chỉ có thế thôi, như anh Huệ, anh Thưởng, anh Phúc đến giờ vẫn còn suất quốc tang nhé. Vì có tội gì đâu, chẳng qua vì lý do cá nhân nên xin nghỉ thôi. Vì vậy tầm bác Ba X thì làm sao mà có án được. Nhưng từ việc không có án để suy ngược ra là chắc chắn bị tin đồn oan ức là không ổn. Nhận thức chính trị pháp luật có vấn đề đó, nhất là khi ông từng là quan chức quốc hội, là cơ quan lập pháp thì phải hiểu luật. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện bên cạnh Tô Tổng. Tất nhiên mình cũng chẳng khẳng định được là bác Ba X có tội hay không, nhưng không dám chắc bác có tội nó khác với việc khẳng định là bác vô tội. Có ai đó hỏi bạn ông X có tội hay không thì có ba cách trả lời: có tội, không có tội và không biết. Đợt Ba Tư đại chiến có trang Quan Làm Báo và Chân Dung Quyền Lực, các bài viết đều rất chuyên nghiệp, có số liệu đầy đủ chi tiết, chứng tỏ là có thể đã được rò rỉ ra từ một cơ quan điều tra hay tình báo nào đó mà ai cũng biết là ai đó. Sau này có vụ AVG bị xử thì thông tin về cơ bản nó cũng khớp với những cái đã rò rỉ. Còn một số vùng cấm thì à mà thôi. Chính vì cái sự cụ thể đó nên việc dám bác bỏ nó không đơn giản đâu. Người trong cuộc đọc là biết liền, thằng viết bài nó có hiểu việc hay không, nó bịa hay là nó có nguồn. Điều đó quyết định việc kẻ bị đánh có dám phản đòn hay cố mà nín, vì biết thừa ai bảo kê cho thằng đang đánh mình. Rất trùng hợp hôm nay là sinh nhật của một ông, người mà có nhiều tin đồn được cho là đứng sau những bài viết kia. Ông ấy tồn tại được bao nhiêu năm cũng không phải là chuyện đơn giản đâu. Chắc chắn phải có ai đó chống lưng. Đừng tưởng đơn giản là nhân văn thì tha không bắt đâu. Tầm này chém gì chả được. Nhận thức của mình chỉ hạn chế vậy thôi, nên cũng chỉ tâm sự thế. Còn tùy nhận thức của độc giả của mình và bác Dũng tự đánh giá xem ai đúng hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Ở Việt Nam, không có án có được xem là vô tội. Liệu Tô Tổng có làm nên cuộc lột xác cho Việt Nam hay không? Ngày 18 tháng 8, báo Tiếng Dân đăng tải bài bình luận Việt Nam đang có tiền đề tốt để thực hiện cuộc lột xác của tác giả Trần Văn Chánh. Theo tác giả, đã xuất hiện tiền đề cho một cuộc lột xác ở Việt Nam. Đó là qua cuộc thanh trừng nhân sự khốc liệt thời gian vừa qua, mọi sự thật đều đã được phơi bày một cách công khai cho mọi người cùng biết về bộ mặt thối nát của phần tử lãnh đạo chớp bù. Nghĩ theo hướng lạc quan thì các cuộc thanh trừng vừa qua là tiền đề khởi đầu cho một cuộc cách mạng lần thứ hai. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Tác giả phân tích, điều chắc chắn là phái mới lên thay cho phái cũ, đương nhiên cần phải giương ngọn cờ mới để thu phục công chúng,
Nếu ngọn cờ là chính nghĩa, thì nó sẽ như ngọn cuồng phong, làm đổ rạp cây cỏ, ngay cả những phần tử đối lập, dù muốn dù không, cũng phải vân theo. Một lý do sâu xa nữa đó là cho dù có thể đối lập nhau về phương diện lợi quyền, về kinh nghiệm thực tế và lương tri, thì các phe phái đều có chung một nhận thức giống nhau rằng chủ nghĩa xã hội chẳng qua chỉ là một loại lý tưởng phi hiện thực, nếu không muốn gọi là ảo tưởng. Bằng như ngược lại, nếu phái mới đi theo con đường bất chính, chống lại nhân dân, thì câu trả lời coi như đã có sẵn. Tác giả nhận xét, Tân Tổng Bí Thư có lẽ phải tiếp tục cây tre, vì ngoại giao uyển chuyển có những khía cạnh rất khôn ngoan. Vấn đề là cây tre sẽ phải uốn éo theo kiểu mới nào cho thích hợp nhất với thời đại và với quyền lợi của nhân dân. Chính trị là những cái bắt tay bí mật, chứ không phải là những lời tuyên bố công khai, nên người ngoài cuộc thường chưa thể đoán định trúng hết mọi điều. Tác giả cho rằng cuộc đảo chính cung đình đã thực hiện bước đầu thành công. Hình ảnh lễ đón tân Tổng Bí Thư Việt Nam tại Trung Quốc. Nếu nhóm chấp chính đương cuộc hiện nay muốn làm nên đại cuộc lịch sử, hướng về phía quyền lợi của nhân dân chứ không phải vì để bảo vệ đảng, thì tự nhiên họ sẽ có những lựa chọn và kế sách hành động thích hợp. Tác giả đánh giá nghĩ theo hướng tốt, một khi thể chế chính trị đã được cải cách, nên dân chủ pháp trị được xây dựng, phát triển vững chắc trên cơ sở thực thi đúng và đủ hiến pháp với các quyền tự do dân chủ, thì một khoảng dư địa rộng rãi sẽ được tạo ra cho xã hội dân sự dần dần thâm nhập một cách tự nhiên. Đây chính là điều kiện căn bản để phát triển con người và giải phóng mọi công dân, gồm cả cán bộ nhà nước. Về chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của ông Tổng Bí Thư, tác giả nhận định ông đóng vai trò làm kẻ du thuyết, một nhiệm vụ nặng nề không hề đơn giản. Trên phương diện đối ngoại, chọn hướng đúng cũng có nghĩa là chọn hợp tác nhiều hơn với các quốc gia dân chủ tiến bộ mà Việt Nam cũng đã và đang có chủ trương ngày càng rõ nét. Còn đối với một vài nước đã lỡ cùng theo chế độ độc tài vì những lý do ngoắt ngoéo của lịch sử thì vẫn phải tiếp tục hợp tác về kinh tế, văn hóa, khoa học để cùng nhau phát triển. Nhưng có lẽ Việt Nam nên dần dần tách ra thay vì tiếp tục cấu kết nhau với tư cách đồng chế độ chính trị để cùng áp bức người dân trong mỗi nước. Hình ảnh Trung Quốc thường xuyên xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Với Trung Quốc, vẫn theo tác giả, Việt Nam thừa khả năng và kinh nghiệm để đối phó thành công trong mọi tình huống, tuyệt đối tránh xung đột bằng bạo lực để sinh linh của cả hai bên không bị tàn sát. Đối với Hoa Kỳ, vấn đề cốt lõi hiện nay là biết khai thác những khía cạnh tương quan quyền lợi giữa các bên để mang lại lợi ích cho người dân trong nước, đồng thời cũng là chiến lược để tạo nên thế trận cân bằng trong trường ngoại giao quốc tế, vốn đang tồn tại những mối xung đột giữa đôi ba cường quốc tiêu biểu. Tác giả bình luận có thể cải cách xã hội theo kiểu một số nước Bắc Âu, nơi có thu nhập đầu người rất cao và hầu như không có tham nhũng, không có nhà tù. Nên phóng thích ngay các tù nhân chính trị, những người bất đồng chính kiến đang bị giam giữ, nhằm tạo ra một bầu không khí mới, tạo lòng tin đối ngoại với một số nước văn minh phương Tây, thu hút mạnh đầu tư, đồng thời kích thích tinh thần hòa giải, hòa hợp, đoàn kết dân tộc. Tác giả kết luận cần phải giải quyết rốt ráo những vấn đề khó khăn của đất nước, trong đó có quốc nạn tham nhũng, chủ yếu bằng con đường cải cách chính trị, chứ không phải chỉ bằng trừng phạt theo kiểu đốt lò, vì dễ phát sinh hiệu ứng phụ, gây mất đoàn kết nội bộ như đã thấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Liệu Tô Tổng có làm nên một cuộc lột xác cho Việt Nam hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.